Xin chào và mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Lê Khô Audio, kênh chuyên âm thanh bãi, đặc biệt là âm thanh độc lạ hiếm có trên thị trường. Và cũng nằm trong những cái món hàng đó thì hôm nay Khô giới thiệu với anh em một bộ ghép đến từ Nhật và Mỹ. Thì cặp loa đó là cặp loa Sony anh em nha, lưới gỗ. Cặp loa này Khôi cũng đã có cái clip giới thiệu hàng về trước đó, anh em có thể vào để xem lại nha. Rồi, và cái con âm ly hôm nay Khôi ghép đó là một con âm ly đến từ hãng Bogen anh em nha, cực kỳ hiếm có luôn. Dòng biến thế đạo pha xuất âm, hay còn gọi là dòng âm ly giao thời và âm ly đèn nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì xin mời anh em cùng với Khôi mình sẽ đến để xem rõ hơn anh em nha. Xin phép là Khôi mở nhỏ lại một tí ha, để mình cùng xem con âm ly. Đây là con âm ly Bogen AT600. Thì những anh em nào mà đã từng đăng ký kênh và theo dõi Lê Khô Audio thì cũng biết được là cái con này Khôi cũng đã từng bán nha. Nhưng mà nó thuộc dạng hiếm, ít khi có nha. Nhiều anh em mà muốn đặt tiền trước nhưng mà Khôi cũng không dám nhận, tại vì mình không biết là lúc nào mình mới mua được. Tại vì tất cả những cái món này là mình phải ship từ eBay, đấu giá, chính xác hơn là phải đấu giá. Khôi xin giải thích một chút như thế này. Ví dụ hôm nay Khôi bán con này 10 triệu, nhưng ngày mai có thể con này xuống 9 triệu và cũng có thể lên 15 triệu. Lý do, tại vì đây là những cái món hàng mà mình canh me đó, mình đấu giá được. Thì khi về Việt Nam thì nó mới hợp lý được. Tại vì ví dụ như con này đang bán tại thị trường Mỹ 400 đô. Mà nếu anh em ship nữa về tới đây khoảng 12 triệu thì làm sao mà bán được nha. Thì ví dụ như mình đấu được cái giá tốt nhất thì về đây mới phục vụ anh em chơi được nha. Rồi, một vài cái thông tin mà Khôi chia sẻ như vậy nha. Đây, con này vỏ gỗ zin anh em nha. Vỏ gỗ zin luôn. Mặt mũi cũng khá đẹp. Mặt phai trắng ha. Phai trắng thế, còn cái dấu vết dơ này, chưa chùi nha. Chưa chùi luôn. Cái này thì chùi đơn giản rồi ha. Đó. Ok, dòng biết thế là phát sát âm nha anh em. Tuyệt vời. Thì Khôi đã bưng nó ra anh em để cho nó tiện ha. Tiện mình quay tí nữa không còn chụp ảnh nữa nha. Thì đây anh em, Khôi sẽ xoay nó lại để anh em thấy dòng biến thế đảo pha xuất âm anh em nhé. Thì đây này Khôi nói, đây là tăng phong nguồn, đây là hai tủ nguồn ha. Còn bên này là đây hai cục xuất âm là đây anh em, biến thế này, xuất âm. Đó. Thì con này sử dụng tất cả là 1 2 3 4 7 sò sắc RCA. Đó. Thì lý do tại sao sử dụng tới 7 sò sắc thì bây giờ Khôi sẽ chia sẻ với anh em. Hai con này là công suất thì ai cũng biết rồi anh em ha. Chia đều cho hai vé, một bên là hai con. Rồi. Còn bên này có ba con thì con này là con sò nguồn. Đó, phục vụ cho cái nguồn. Còn hai con này là sò kích, sò đạp á, phục vụ cho cái phần xuất âm. Đó. Thì mục đích của cái sò nguồn để làm cho nguồn ổn định nó sẽ hay hơn. Tại vì anh em thấy nếu như mà dòng con này nó là giao thời với đèn nên nó xuất âm bằng biến thế nên dòng điện nó cũng khá quan trọng. Rồi, hai con này là sò kích, sò đạp á ha, sò đạp. Rồi, đó là về cái phần thiết kế. Thì con này là hàng ship eBay về nguyên bản anh em ha, máy móc là zin tuyệt đối. Nhưng có một cái điểm mà Khôi muốn nói ở đây thì có thể không nói anh em cũng không biết được đâu, nhưng mà Khôi cũng muốn nói là đây bên này có cái nước sơn này ha. Thì nước sơn này mới thì có thể là cái phần chassis này nó bị reset nên đã sơn lại nha, đã sơn lại. Có thể là người chơi ở bên họ sơn lại nha. Rất là đẹp. Nhìn thì không biết đâu anh em, nếu như Khôi không công bố thì cũng không biết được đâu, nhưng mà mình với những cái kinh nghiệm của mình, của người bán, mình bán thì mình dòng này rất là nhiều rồi nên là mình đoán được nó là như vậy ha. Rồi ok, bây giờ thì Khôi lật cái đít lên, Khôi sẽ cho anh em xem cái phần là mặt dưới, linh kiện bên dưới nha. Đây anh em, đây là cái phần linh kiện bên dưới thì thiết kế hoàn toàn giống đèn anh em nha. Tất cả linh kiện được giấu ở dưới này để anh em thấy này, sử dụng tù của Mỹ, đây là tù giấy anh em ha. Tù giấy, những cái tù này đây. Thứ hai nữa là các cái tủ nối tầng anh em thấy này, không khác gì một con âm ly đèn. Rất là tuyệt vời nè. Linh kiện Mỹ rất là đơn giản và gọn gàng, nhưng mà quan trọng nhất là chất âm nó hay nha. Rồi, Khôi đã xong cái phần giới thiệu về con này. Nói chung là cơ bản là zin tuyệt đối, đẹp, nên mình không có gì để nói nhiều hơn.
mà cái phần cuối là bây giờ Khôi báo giá và sẽ tổng kết cái và test chất âm để anh em cùng nghe. Chào nhau lời tạ từ hôm nay rồi ngày mai xa cách, cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió. Chia tay rượu nào nồng men say cho lòng thôi chua xót, trao nhau những phút giây ngậm ngùi nay rồi người về sầu thương với tháng năm. Chọn đời xa cách người cho lòng thôi chua xót, trao nhau những phút giây ngậm ngùi nay rồi người về sầu thương với tháng năm. Tâm tư mênh mông một nỗi nhớ hoài, tìm đâu phút ban đầu khi mặn nồng chiều về đón đưa, hôm nay xin ra từ chọn đời xa.